ơn sự xung phong cũng như là hy sinh cao cả của năm bạn ngày hôm nay. Với sự xuất hiện của năm chàng trai cũng cao to lực lưỡng và cũng đã từng học võ, họ sẽ biết cách như thế nào để khống chế được cái năng lượng của mình khi phải đón nhận một lực đá khủng khiếp đến từ nhà vô địch chúng tôi. Anh Kế Nhân nên khởi động đi. Dạ. Những động tác cuối cùng cuối đời của mình. Em là học võ 5 năm rồi, em không sợ cái này. Ghê. Anh thích em rồi đó. Thái độ khinh địch vậy có đứa bị hại rồi đó. Để đảm bảo cái câu chuyện khinh địch hồi nãy chưa? Đảm bảo sự an toàn cho các bạn, đi đội nó bảo hiểm cho chắc. Rồi. Ok. Được chưa? Tự tin chưa? Nóng cơ thể chưa? Ok. Một hàng dòng tập hợp. Are you ready? Đã mạnh lên. Mạnh lên. Tuổi gì? Tuổi gì? Quên đi. Rồi. Mọi người đi. Chuẩn bị. Ba, hai, một, xin mời. Ủa ai mới nói em học từ học nhỏ? Học võ 5 năm. Gì vậy? Cái gì vậy? Mạnh mẽ lên. Người ta chưa có đá luôn á. Nào cố gắng lên. Được. Cố lên. Ba, hai, một, xin mời. Trời ơi. Hốt lên, hốt lên. 5 năm học võ thật là tuyệt vời. Sao ạ? Uy lực nó như thế nào ạ? Uy lực nó khiến em hơi bị nhức cái môi chứ. Sao nhức môi? Không biết. Đang đầy nhức môi. Là nó đụng vô luôn, nhẹ vô. À, cứ như là bị cái nghiệp bộ tụ vành môi đó. Cứ như là mình tự tin vô cái khả năng võ thuật của mình từ nhỏ đó. Trời. Giờ nó tụ lại rồi đó. Nhưng mà rõ ràng nó khủng khiếp đúng không ạ? Đúng. May là nhờ có sự hỗ trợ của một vàng bao quá không sao, có nền tảng sẵn. Nếu không thì chắc anh em văn rồi đó. Em văn đúng đó. Rồi còn con người cuối như thế nào, có cảm nhận được cái lực đá không ạ? Cái lực của anh đá vô, thực sự là em cảm nhận được luôn là cái lực nó truyền qua vai từng bạn một và tới tận cái tay của em luôn. Thực sự nó rất là lực luôn. Và em cảm thấy rất là phục anh Lân. Em không ngờ là anh còn tàn dạng đứng đây mà không bị gãy mũi hay là trường hợp nào khác xảy ra. Mỗi lần mà anh Hoàng kêu nữa là em hơi bị rung á. Thiệt anh ghét anh lắm. Đâu có đâu. Không biết là hồi nãy giờ là anh Nhân sử dụng bao nhiêu phần trăm công lực của mình? Nãy giờ Nhân chỉ đá được 50-60% thôi. Ôi trời ơi. Cái chứng quại của Nhân đang bị tổn thương. Với sự thương người của mình. Được 100 cái chắc giành đa vô địch. Còn các bạn là nhận được cái vòng qua. Rồi cảm ơn năm bạn rất nhiều. Cảm ơn năm bạn. Trời. Cái gì vậy? Hả? Cho em kiểm nghiệm một chút đúng không? Ủa được sờ vào hiện vật hả? Cái này là chân bằng xương canxi hay là chân bằng sắt anh? Ồ này ống quyển em, mà anh nghĩ là ống sắt hay ống tuyếp đúng hơn á. Thực sự là em cực kỳ ngưỡng mộ những cơ thể như thế này. Tại sao ngưỡng mộ? Thì em cũng muốn chia sẻ luôn, đó là em cũng từng muốn là đi tập gym, thể thao rồi võ thuật các kiểu. Sau này lớn lên em cũng có điều kiện rồi. Nhưng mà có vấn đề là bạn bè em cứ bàn tán cái chuyện là đi tập cái đó thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến chuyện sinh lý. Dạ, có nghĩa là có nha. Kiểu như là nghe mọi người nói cái xong ấy cũng khá là lo lắng và lo sợ về cái chuyện đó, nên cũng hơi e ngại cái chuyện mà đến phòng tập và bắt đầu đam mê của mình. Đó, Nhân cũng hiểu được cái vấn đề đó đúng không nào? Là rất nhiều bạn trẻ rất là đam mê về bộ môn này nhưng mà sợ ảnh hưởng đến cái sức khỏe sinh lý của mình. Như người đồn, mấy anh hả? Tập vậy á, chứ mấy anh sinh lý yếu mồ. Không biết là có phải là sự thật hay không. Đối với một môn dọn của Nhân đó, là một môn đối kháng, môn trực tiếp, nên mình chơi thể thao điều độ, mình tạo những năng lượng tích cực thì tất cả những cái gì tốt tích cực nó sẽ vào người mình đó. Nên không ảnh hưởng gì đến vấn đề kia cả, mọi việc đều tốt cả. Dạ em muốn hỏi nữa, anh có PT không? Em đang sung sức của anh. Sau khi nghe anh tư vấn em sung sức, em muốn làm liền đi tập luôn không? Dạ anh ơi, cho khỏe. Anh ơi anh sao vậy? Về cái gì nữa? PT người ta thôi, để em đi về. Nghe cái vụ mà không ảnh hưởng sinh lý cái chắc đi về liền. Hãy sẵn sàng với vòng cuối này và đây sẽ là một vòng để tham gia của các bạn trẻ ngồi tại vị trí khách mời đặc biệt. Chúng ta hãy chia ra làm hai đội, mỗi đội 6 người và mỗi đội sẽ bầu ra một đội trưởng giúp cho chúng tôi. Em bầu Bảo Yến làm đội trưởng, em qua đây làm. Trong vậy luôn hả? Trời ơi, một sự ngơ. Trời ơi, trời ơi, trời. Một sự ngơ ngác của con nai bạn.
Lại bỏ ra ảo gái dễ thương như vậy. Em ơi, em đi đâu vậy? Quay lại đi. Rồi, đánh đổi em, đánh đổi em. Đánh cả chỉ vì một cô gái. Rồi, bây giờ 6 bạn bên đây là một đội nha. 6 bạn bên kia là một đội. Đội trưởng bên bạn diễn đi lên là ai? Yến cho xì đi. Yến luôn ha. Dạ, đúng rồi. Bên đội của Vi Hảo thì bầu chọn ai làm đội trưởng ạ? Đội lớn. Lớn chi? Trời, 5 năm học võ nhờ. 5 năm học võ. Đội trưởng lưu ý, chúng ta sẽ thu thập những ý kiến của các đội viên của mình và sau đó đưa ra quyết định cuối cùng. Bao cao su tam thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tam thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.